chị đứng lại. Anh Nhật đi vắng rồi. Biết rồi, tôi đi lấy tài liệu. Con Danh này láo nhở? Mày không biết tao là ai à? Tao là trợ lý giám đốc đấy. Chị nói nhỏ thôi, vợ anh Nhật còn đang nghỉ. Alo, anh Nhật à? Có một chị nói là trợ lý đến lấy tài liệu ạ. Vâng ạ. Tôi đi được chưa? Cô xin. Chị lên đi. Này, ô xin, đi lên mở cửa cho tôi. Cái con ô xin nhà anh ý, nó láo thật đấy. Ăn nói cứ cắm ca cắm cẩu như chó cắn ma. Xài nó lấy cái túi mà nó không thèm lấy, lại còn cãi lại nữa chứ. Anh có thấy cô Hà nói láo bao giờ đâu. Anh mà cứ bênh nó như thế là nó sẽ càng ngày càng láo đấy. Mấy cái bọn ô xin thì em lạ gì nữa. Mình chiều nó là nó trèo lên đầu lên cổ ngay. Em thôi đi. Anh lại cáu cả với em à? Anh đang cần cô ấy. Em đừng can thiệp gì vào việc nhà anh. Thì em thấy nó láo nên em bảo anh thế thôi. Chúng ta đã thỏa thuận không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Ok không? Chị xin lỗi. Chị đã đối xử không tốt với em. Dạ, không sao đâu chị à. Em... chị bị ung thư. Giai đoạn cuối rồi. Chắc chỉ còn ít ngày nữa thôi. Chị đừng nói thế. Chị sẽ khỏe lại mà. Alo. Chị hôm nay thế nào? Hôm nay chị ăn được anh ạ. Vừa rồi chị còn uống được nửa cốc nước cam nữa đấy. Anh chị cứ xem đi ạ. Cô Hà này. Dạ. Từ hôm có cô, nhà cửa gọn gàng, mọi người vui vẻ, công việc của tôi cũng tốt hơn nhiều. Tôi sẽ tăng tiền lương cho cô. Em vẫn phải lo việc ở trường nên chắc cũng không ở đây nhiều được đâu ạ. Tôi hiểu. Tôi quên mất là cô vẫn còn đi học. Dạ. Cô biết không, tôi thấy thì bao nhiêu đời ô xin, bao nhiêu người giúp việc trước cô, vợ tôi chưa bao giờ tâm sự với ai cả. Vậy mà với cô, cô ấy lại rất thân tình. Cả con bé Như nữa. Cô đã mang con bé lại gần bên mẹ nó. Vâng ạ. Thôi, nói chuyện sau nhé. Tôi đang có việc. Nào. Cô Hà đây hả? Vào đi. Dạ, em xin phép đưa bé Như về phòng ngủ ạ. Thôi, cứ để cháu ở đây. Dạ. Hà, em giúp chị lấy cái hộp đen ở trên bàn đi. Vâng. Thôi, hai chị em nói chuyện với nhau nhé. Dạ đây ạ. Em ngồi đi. Em giúp chị mở cái hộp này ra.
Cô Hà. Dạ. Cô ngồi xuống đi. Dạ, có việc gì không ạ? Cô biết đấy, nhà tôi rất cần một người giúp cả ngày. Tại em chỉ đi làm tranh thủ thêm thôi ạ. Không biết được lúc nào sẽ... Đấy là ý của vợ tôi. Vâng, em xin phép ạ. Nó về đấy bác ạ. Mẹ không thông thạo đường xá, mẹ đến chỗ con làm gì? Nhỡ có chuyện gì, con biết làm sao? Mẹ ăn nói kiểu gì đấy? Bác bị tai nạn suýt chết, mày vừa về cứ xa xả ấy. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao. Em đứng ở ngoài nhé, đợi em một tí. Nói liền thiên. Bố ơi, bố. Bố. Ôi, con. Em chào anh ạ. Cô đi đâu đấy hả? Tại sao bây giờ mới đưa nó về? Tôi bảo cô đi đón con bé về rồi về ngay. Cô đi đâu mà lại lôi nó đi hả? Em xin lỗi ạ. Là do cái xe bị hỏng. Với lại bé Như. Bố ơi, bố. Con với cô Hà. Con thôi đi, để bố nói chuyện với cô. Ở đây tôi là chủ, cô là người làm, cô phải có trách nhiệm nghe theo lời của tôi, rõ chưa? Vâng, thưa anh, là do cái xe bị hỏng nên em đưa bé Như đi chơi trong lúc đợi sửa xe. Đúng đấy bố ạ, bố đừng mắng cô Hà. Con đi, em đi, bố đang nói chuyện với cô. Tôi không muốn nghe lý do gì cả. Xe hỏng thế tại sao không biết gọi taxi à? Hả? Cô quên số điện thoại của tôi hay sao hả? Mà không gọi. Dạ, em xin phép ạ. Cô ơi, cô Hà. Cô ơi. Con có biết bao nhiêu là việc bố phải bỏ để đi tìm con không? Hả? Thôi ngay. Cô Hà gì cả, đi vào phòng, nhanh. Anh con... Mẹ. Sao lại khổ thế này hả anh? Con, vì em mà anh với con phải khổ sở như thế này. Mẹ có lỗi với hai bố con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi, con đừng khóc nữa. Thôi em, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Ra như nhà người ta,
sống vô tình với nhau đã đành. Đằng này nhà mình yêu thương nhau thế này, cô hai bảo mẹ đâu thì mới khóc. Nhưng ngoan rồi, mẹ đừng đau nữa nhá. Anh ta cũng chỉ coi mình như người ở. Thôi bỏ đi, bỏ hết cả đi.